Đây, sau đây thầy sẽ giải đáp cái câu hỏi nhé. Câu 4.3 cho tập A là gồm các số thực x thuộc n, sao cho giá trị vớ của x là nhỏ hơn bằng 4, và tập B gồm các giá trị của x thuộc n, cho x trừ 1 là lớn hơn âm 5 và nhỏ hơn bằng 8. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng đoạn nửa khoảng: tập A giao B, tập A trừ B, tập B trừ A và tập n trừ đi A hợp B. Bây giờ để giải được bài này thì trước tiên là chúng ta sẽ phải chuyển tập A, tập B dưới dạng khoảng và đoạn đã nhá. Là chúng ta ghi lời giải như sau này giải. Ở đây ta sẽ ghi là ta có tập A, thầy thầy chép lại này, cái này chính là bằng x thuộc n, sao cho giá trị đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đấy. Thế thì từ đây thầy sẽ suy ra A được viết dưới dạng khoảng đoạn hoặc là nửa khoảng. Thế thì để viết được A dưới dạng khoảng hoặc là đoạn hoặc là nửa khoảng thì thầy phải giải cái điều kiện này này. Đây này. Giải cái điều kiện là giá trị đối của x phải nhỏ bằng 4. Thế thì ở đây thầy sẽ viết ra ngoài nháp như thế này. Nháp này là giá trị đối x nhỏ hơn bằng 4 thì cái này sẽ suy ra được ngay là âm 4 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và với x thuộc từ âm 4 đến 4 như thế này thì ta sẽ suy ra được ngay x là thuộc là chính là đoạn này từ âm 4 đến 4. Đấy. Do đó là ta viết A sẽ chính là đây âm 4 đến 4. Đấy, đấy là đoạn. Tiếp tục thì chuyển nốt B nhá. Dưới dạng khoảng đoạn nhá. B này bằng này các giá trị x thuộc n, sao cho âm 5 thì bé hơn x, trừ 1 bé hơn hoặc bằng 8. Đấy, bây giờ suy ra xem B nó bằng cái gì. B bằng cái gì thì đây lại nhắc tiếp này. Đây thầy lại nhắc tiếp nhá. Các bạn là đợi thầy một chút. Thì tương tự như ở cái phần phần trên kia, thầy đã phải giải cái điều kiện này. Được chưa? Đấy, để tìm ra x cho là như thế nào thì ở đây ta có ngay là x trừ đi 1 này nhỏ hơn âm 5 này, nhỏ hơn hoặc bằng 8 này, thì cái âm 1 này ta chuyển sang vế bên trái này, ta chuyển sang được cả vế này. Đấy, vì đây là bất đẳng số kép mà, đúng không? Vậy là âm 5 này chuyển âm 1 sang thành cộng 1 này, đã nhỏ hơn bằng x này, nhỏ hơn bằng âm 1 chuyển sang bên đằng 8 nữa thì 8 này cộng với 1, vậy thì chắc chắn là x sẽ phải lớn hơn là âm 4 này. Đấy. Nhỏ hơn hoặc bằng 9. Đấy. Vậy thì x thì thuộc cái nửa khoảng là từ âm 4 đến đến 9. Đấy, tại vì có dấu bằng cho nên là ngoặc vuông nhá. Đấy. Và chính vì thế B sẽ được viết dưới dạng là nửa khoảng, tức là B sẽ là bằng âm 4 đến đến 9. Đấy. Vậy thì dễ rồi. Các bạn lưu ý là đấy. Chuyển hai cái điều kiện của x thì là ta sẽ được tập A tập B. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm từng ý một thôi. Đầu tiên là gì nhỉ? A giao B xem bằng cái gì? Thì chúng ta sẽ nháp nhá. Ta sẽ kẻ cái trục số ra để chúng ta thấy. Đây. Đấy. Thì là A nó đi từ âm 4 đến 4. Rồi, tập A chính là ta sẽ vẽ cái màu mực trắng đi, là từ âm 4 này đến 4 này là tập A này. Rồi, thì vẽ cái ngoặc vuông như này hết, đúng không? Đây là đoạn từ âm 4 đến 4 này. Đây chính là tập A. Đấy, tập B là đi từ âm 4 đến 9 đây này. Đấy, như này ngoặc tròn đúng không? Đấy, đây thầy sẽ viết cái màu mực khác đi. Đây âm 4. Đấy, ngoặc tròn đây này, âm 4 đến ví dụ 9 ở đằng này đúng không? 9 thì lớn hơn 4 mà. Đó, ta phải sắp xếp từ bé đến lớn nhá. Đấy. Thế thì rõ ràng ta thấy ngay cái phần chung A giao B là những phần tử chung. Thì nhìn trên hình đây ta thấy ngay cái phần chung chính là cái phần đây này. Đấy, phần chung của hai tập hợp. Cái phần nào thầy gạch màu đỏ ở đây đúng không? Tại vì cái màu hồng này, cái màu hồng này là tập hợp gì? Tập hợp B. Đấy. Thế còn cái màu trắng này là tập hợp A thì nó thấy cái phần chung là đi từ gì, từ âm 4 này đến mấy đây, đến đến 4. Đấy, nhưng mà
nó không chung cái số âm 4 đâu, tại vì cái tập B này là cái chỗ phần âm 4 này là lấy ngoặc tròn, tức là nó không lấy giá trị âm 4, nó 4 không được tính là phần chung được. Vậy thì cái này nó chỉ là gì nhỉ? Từ âm 4 đến đến à đây là 9, đây là một vuông nhá. Cái này là một vuông này, chỗ này là một vuông. Thế nhưng mà lấy đến 4 thôi thì lấy được đến 4. Đấy. Vậy thì à, viết màu màu trắng nhá. Thì cái này chính là ngoặc tròn này, cái này là ngoặc gì, ngoặc vuông đấy, phần chung. Thế là ra a ra b, nhớ là a ra b là phần chung. Tiếp tục đến cái ý thứ hai thì phải biết dấu cộng hai đằng này nhá, đó là a trừ b đi. A trừ b, a trừ b là gồm những phần tử gì thuộc a mà không thuộc b, hay nói một cách khác đó là của riêng a. Thì ta nhìn vào đây, ta nhìn đây cái phần màu màu hồng này là của b này, thế còn cái phần màu màu trắng này là tập A này. Đấy, của riêng A tức là những cái phần tử chỉ thuộc A mà không thuộc B. Vậy thì ta nhìn thấy ngay nó chỉ có mỗi số mấy, có mỗi cái số âm 4 này này. Đấy, âm 4 này rõ ràng là thuộc A, bởi vì đây là ngoặc vuông mà. Đấy, A là âm 4 là ngoặc vuông. Nhưng mà cái B này là màu hồng thì âm 4 thì lại ngoặc tròn, cho nên là nó thừa ra cái âm 4. Âm 4 này rõ ràng là thuộc gì? Âm 4 này thuộc A, nhưng mà âm 4 lại không không thuộc B. Đấy, có mỗi một giá trị duy nhất này thôi. Vậy thì chắc chắn là a trừ b chính là bằng số âm 4. Đóng ngoặc vào. Tiếp theo đến b trừ a nhá. Ý tiếp theo là b trừ a này. B trừ a sao nó bằng cái gì? Thế thì chính là của riêng a thôi. À của riêng b nhá. Tức là b trừ a đây này là những cái phần tử chỉ thuộc b mà không thuộc a. Vậy thì chúng ta nhìn trên hình ở đây là chúng ta thấy có mỗi cái phần này, cái phần màu vàng này này, đấy là chỉ thuộc gì, thuộc B mà không thuộc A. Vậy thì chỉ thuộc B mà không thuộc A thì chắc chắn là gì, từ 4 đến gì, từ 4 đến 9. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là tại số 4 này này, đấy thì A là nó lấy số 4, tại vì đây là ngoặc gì, A là đây là ngoặc vuông này, tức là A nó lấy số 4. Vậy thì chỉ thuộc B mà không thuộc A thì không được lấy số 4. Vậy thì số 4 này, từ 4 trở lên thì 4 là ngoặc tròn cho đến 9. Đấy. Vậy thì ở đây thầy sẽ điền ngay kết quả là gì nhỉ? À, cái này chính là bằng là từ từ 4 4 ngoặc tròn này đến gì, đến 9 lại là ngoặc vuông. Thì cái này là của riêng B nhé. Đấy. Rồi ý cuối cùng là R trừ đi A hợp B trừ đi A hợp B. Thế trước trước khi tính được, đây là nháp ở bên đằng này nhá, nháp này. Trước khi tính được R trừ đi A hợp B thì chúng ta phải tính được cái A hợp B riêng đã nhá, A hợp B. Vậy thì đây A là màu trắng này, B là cái màu màu xanh này, thì ta thấy A hợp B chính là gì, A hợp B chính là những phần tử thuộc A hoặc B. Vậy thì lấy tất, lấy từ gì, lấy từ âm 4 đến mấy, muốn đến 9 luôn, đấy là thuộc A hoặc thuộc B, lấy tất như vậy. Vậy thì đây là A hợp B. Thế bây giờ R trừ đi A hợp B. Đấy, thì đây ví dụ cả trục số này là R nhá. Đấy, cả trục số này là R. Mà lấy A hợp B là từ âm 4. Âm 4 đến gì? Đến 9 này chẳng hạn. Vậy thì R trừ đi âm 4 đến 9. Vậy thì chỉ còn là gì đấy? Từ âm vô cùng đây này. Đến gì? Đến âm 4 này. Và từ 9 đến đến dương vô cùng. Đấy, vậy thì ở đây ta sẽ điền kết quả là gì nhỉ? Bằng âm vô cùng đến âm 4 hợp với 9 đến dương vô cùng. Đấy, thế là xong. Thì ở đây thì chúng ta chủ yếu là chúng ta đây phải xóa cái nháp đi, em phải nói qua một chút, lại nhấn mạnh lại một lần nữa nhá, là các bạn nhớ là cái thứ nhất ý, đó là đây A giao B. A giao B thì các bạn nhớ rằng là A giao B là những phần tử chung của cả A cả B. Đấy, thì khi vẽ trên sơ đồ chúng ta xem cái phần nào là phần chung. Thế còn A trừ B, A trừ B tức là những phần tử gồm những phần tử là thuộc A nhưng không thuộc B. Vậy thì ta hiểu nôm na là chỉ những phần của riêng A thôi. Đấy, không có lẫn B vào, là của riêng A. Thế ngược lại là B trừ A đây. B trừ A là những phần tử thuộc B mà không thuộc A, tức là những phần tử chỉ riêng B thôi. Đấy. Thế còn đối với bài toán ý cuối cùng như này thì chúng ta phải
tính là a hợp b trước, sau đó chúng ta mới tính hiệu r trừ đi a hợp b. Thế a hợp b thì a hợp b này này thì là chỉ là phần tử thuộc a hoặc thuộc b, tức là lấy tất cả liệt kê hết ra đấy, tất cả những cái phần mà chứa cả a lẫn b. Thế sau đó chúng ta thực hiện phép toán trừ thôi, phép hiệu thôi, r trừ đi cái a hợp b này, thế thôi. Nhưng mà mấu chốt ở cái bài này là chúng ta phải phải chuyển cái tập a ban đầu về dạng gì đấy, về dạng khoảng đấy, hoặc là đoạn, hoặc là nửa khoảng. Đấy, ta chuyển a về đây rồi nhá, là a sẽ là âm 4 đến 4. Thế còn tương tự như vậy, chuyển b về dạng khoảng hoặc là nửa khoảng rồi, đây b là nửa khoảng từ âm 4 đến 9. Đấy, thế thôi, xong rồi chúng ta thực hiện chúng ta làm nhá.